Và bây giờ sẽ là hướng dẫn sử dụng cân đếm điện tử GCW anh chị ha. Đầu tiên là chúng ta đặt cái cân trên mặt bàn ổn định về kiên cố. Chúng ta nên tắt hết các cái quạt gió xung quanh đi. Rồi sau đó chúng ta bật cái công tắc cơ phía dưới. Rồi trong thời gian mà khởi động cân thì chúng ta không nên chạm vào bàn cân hay đĩa cân ha. Mình để im cho cái cân nó khởi động đến khi nào ba màn hình trở về 00 như thế nào đây. Trong cân đếm phụ kiện ốc vít hoặc là phụ kiện may mặc thì chúng ta thường nên bỏ thêm một cái đĩa cân như thế này nữa, để cho nó cái đĩa cân này có cái miếng cong này để cho nó giữ cái sản phẩm của mình nó được thuận lợi hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm ta ra để cân nó trừ bì cái đĩa này, nó sẽ trở về zero như thế này. Rồi giai đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ ra giai đoạn lấy mẫu. Ví dụ như là chúng ta lấy 10 con lông đền như thế và chúng ta sẽ bấm ở đây số 1 và sau đó bấm sample. Thì lúc này nó hiểu rằng là trên cái đĩa cân nó có khoảng chừng 40g, mỗi con nó nặng khoảng chừng 4g và đây sẽ 10 con. Rồi lúc đó chúng ta sẽ bỏ thêm để kiểm chứng. Ví dụ ở đây nó có 3 con thì chúng ta bỏ vào để lên 3. Ví dụ như chúng ta bỏ thêm vào 2 và nó lên, lập tức con số nó hiện đây. Rồi nếu như bây giờ chúng ta không đếm ốc vít mà chúng ta đếm những cái phụ kiện khác thì chúng ta sẽ như thế nào? Rồi chúng ta vẫn đặt cái đĩa cân này lên, chúng ta nhìn ở đây nó trở về 00. Ở đây nó có trọng lượng mẫu của vừa rồi nè, thì bây giờ chúng ta sẽ xóa nó đi bằng cách bấm M trừ thì lập tức nó sẽ xóa cái trọng lượng mẫu vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta đếm những cái công tắc, những cái phụ kiện điện tử như thế này. Và chúng ta bỏ lên đây là 5 con. Rồi, bỏ đâu cũng được anh chị ha, tốt nhất là chúng ta nên bỏ ở giữa. Rồi, chúng ta bấm con số 5 và chúng ta bấm sample. Thì lúc này nó hiểu rằng là mỗi sản phẩm ở trên đĩa cân này nó nặng 2.8 và trên đĩa cân nó đang có là 5. Thì bây giờ mình cứ kiểm chứng thôi, chúng ta sẽ bỏ thêm vào 6, 7, 8, 9, 10. Đây, con số nó hiện rất là cụ thể và chi tiết. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái cân đếm điện tử GCL nó đơn giản cực kỳ như vậy anh chị. Nhưng mà nó rất hữu ích trong công nghiệp, rồi chúng ta sẽ không có tốn thời gian để chúng ta đếm tay nữa. Mà cái cân nó đếm hết cho tất cả. Rồi, nếu mà trong việc mà sử dụng cái cân đếm GCL, GCW mà anh chị gặp những cái khó khăn gì, cần hỗ trợ về hướng dẫn sử dụng, cần hỗ trợ về cài đặt cân, cần hỗ trợ về hiệu chuẩn cân hay cần đi hỗ trợ về sửa cân điện tử GCW, thì anh chị hãy gọi điện thoại nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình anh chị ha. Đó là 0909 899833, thì kênh Tự Gia Phát sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể ạ. Xin cảm ơn ạ.